Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về bài thuốc chi bá địa hoàng hoàn gia giảm chữa di tinh mộng tinh do âm hư hỏa vượng phải bổ thận cố tinh. Xin giới thiệu với các quý vị thang thuốc chi bá địa hoàng hoàn để chữa bệnh di tinh mộng tinh. Đây là thang thuốc chi bá địa hoàng hoàn đây. Tôi sẽ giới thiệu vị thuốc đầu tiên trong bài thuốc này. Đó là thục địa. Thục địa tên gọi khác là địa hoàng. Tên tiếng Anh là Romania glutinosa. Và tên tiếng Pháp cũng là Romania glutinosa. Và tên tiếng Nga là Sudi Hoang Romania glutinosa corenia. Và tên tiếng Trung là Di Hoang. Và tên tiếng Nhật là Akayaju. Tên khoa học của thuộc địa là Radix Remania Lutinosia Preparata. Thuộc địa có vị ngọt, mùi thơm, tính ấm vào ba kinh tâm, can, thận. Tôi xin giới thiệu luôn để quý vị biết là cái vị thuốc là thuộc địa nó như thế này. Đó. Thuốc địa là do sinh địa chế biến thành và được ghi đầu tiên trong sách Bí ấp Thiên Kim Yếu Phương với tên Thục Can Địa Hoàng. Thuốc địa là phần rễ của cây địa hoàng, là vị thuốc chủ yếu để bổ thận, đặc biệt là thận âm. Thuốc tốt nhất để dưỡng âm, dưỡng huyết, dùng nó làm quân, quân thần tá sứ đấy. Đó. Như vua của một nước là căn bản ở hành thủy, dùng làm thuốc bổ, chống suy nhược cơ thể, bổ máu lợi tiểu, làm sáng mắt. Xin giới thiệu với quý vị đây là vị thuốc. Đây, vị thuốc thứ nhất là thuộc địa. Đó, thuộc địa. Nó trị chứng huyết hư, kinh nguyệt không đều ở phụ nữ, sắc da tái nhợt,
váng đầu, hoa mắt, ù tai thiếu máu. Và triệu chứng âm hư, tức là hư nhiệt, sốt âm ỉ vào chiều tối nặng hơn, và sốt kéo dài, da mồ hôi trộm, môi khô, lưỡi đỏ, mạch tế sắc, thường gặp trong các bệnh nhiễm thời kỳ hồi phục và bệnh ung thư suy kiệt, rồi bệnh viêm đa khớp dạng thấp và bệnh suy giảm miễn dịch. Nó chữa được thận thiếu âm, âm hư, huyết thiếu, chóng mặt, trúng phong, đau lưng. Và đặc biệt là đấy, trong cái bài này tôi phục vụ cho cái bài là chữa di tinh, mộng tinh, băng huyết, sản hậu, bụng đau, chân yếu, ho lao, nóng trong xương, gầy ốm, tai ù, mắt mờ, chóng mặt. Nó phân bố ở các vùng miền ở Việt Nam, gồm có ở Trung Du và đồng bằng miền Bắc. Thành phần hóa học thì gồm có D-citosterol, mannitol, stigmasterol, campesterol, remanin, catalpol, arginine, glucose và các hoạt chất như là iridoid, phenethyl alcohol, glycoside, cyclopentanoid, monoterpene và nocarotenoid. Tác dụng dược lý của nó là dưỡng huyết, tư âm, bổ tinh, kích tủy, chủ trị các chứng huyết hư, phụ nữ kinh nguyệt không đều, băng lậu, can thận âm hư, chứng tiêu khát, tinh huyết hư. Các bài thuốc với thuộc địa thì gồm có: thứ nhất, đối với những bệnh viêm thận mạn, huyết áp cao, tiểu đường, suy nhược thần kinh thể âm hư thì dùng bài lục vị gia giảm có kết quả tốt, có thể cải thiện chức năng thận. Bệnh thứ hai là trị hư suyễn, dùng thuộc địa uống thay trà phối hợp với ngưu tất càng tốt. Và bệnh thứ ba là nó trị táo bón do âm hư thì dùng thuộc địa 80 gram sắc với thịt nạc heo, sau đó lấy nước uống. Tác dụng thứ tư là trị tiểu đường thì bài thuốc là sinh tân chỉ khát thang. Bài thuốc này là thưa theo kinh nghiệm thực tế, gồm thuộc địa 12 gram, thái tử sâm 16 gram, sơn dược 20 gram, ngũ vị tử 8 gram, sắc uống. Tác dụng thứ năm là nó trị huyết áp cao. Mỗi ngày dùng thuộc địa 20 đến 30 gram liên tục trong 2 tuần. Huyết áp và cholesterol đều hạ và triglyceride giảm. Tác dụng thứ sáu, trị viêm thoái hóa cột sống. Dùng thuộc địa 30 cân, nhục thông dung 20 cân, đều sấy khô, tán bột mịn, rồi cốt tái bổ, dâm dương hoắc, kê huyết đằng, mỗi thứ 20 cân, la bạc tử 10 cân, sắc lên thành cao, da mật, thì mật đấy, 3 cân, trộn đều luyện thành hoàn, nặng 2,5 gram một viên, mỗi lần uống từ 2 viên và ngày uống 2 đến 3 lần, liệu trình 1 tháng. Tác dụng thứ 7 là trị tế bào thượng bì thực quản tăng sinh thì dùng lục vị địa hoàng hoàn, gồm thuộc địa sơn thù, sơn dược, trạch tả, phục linh, đơn bì,
tán mịn luyện mật làm hoàn. Và mật và thuốc thì tỷ lệ mỗi thứ là một nửa, 1/2 đấy, và mỗi một viên là 10 gram. Mỗi lần uống 1 đến 2 viên, ngày uống 1 đến 3 lần liên tục trong 12 năm. Tác dụng thứ 8 là trị huyết nhiệt, tiểu ra máu. Thì sinh địa 8 gram, hoàng cầm 20 gram, a giao, chắc bá diệp tiểu 4 gram, sắc uống sau bữa ăn. Còn liều lượng thường dùng của thuốc địa đấy là từ 10 đến 30 gram và dùng làm thuốc sắc hoặc nấu cao hoặc hoàn tán. Nhưng có đặc biệt một cái điều chúng ta hay gặp ngoài xã hội và gia truyền, hay chúng tôi hay sử dụng trước đây để cho các vị có tuổi đấy, là thuộc địa ngâm rượu vừa có tác dụng bổ huyết vừa hoạt huyết, dưỡng tinh, bổ tủy, ôn trung, hạ khí, thông huyết mạch, uống lâu tăng tuổi thọ, đen râu tóc và cơ thể tráng kiện. Xin cảm ơn tất cả các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào, tạm biệt.